Vui không? Ủa? Vui chứ. Tiểu Quân à, nửa năm nay rốt cuộc cậu đã trải qua những chuyện gì? Đừng dò hỏi, cậu sẽ không muốn biết đâu. Bởi vì những chuyện tôi trải qua không phải là những thứ mà người bình thường nên trải qua. Mình không biết cậu có quan hệ thế nào với anh Triệu đó, không biết cậu bây giờ làm gì, cũng không biết có phải cậu có thỉnh cầu gì với anh ta không. Mình chỉ muốn biết vừa rồi sao cậu lại như vậy. Tôi vui mà, tôi vui sướng, tôi thích trông thấy các cậu như vậy đó. Được không? Trong cuốn sổ tiết kiệm này là một chút tiền mình tiết kiệm được. Mình biết có thể đối với cậu nó không là gì, nhưng mình hy vọng cậu sẽ cầm lấy nó và đi kiếm một công việc hẳn hoi. Mình không muốn thấy cậu làm những việc mà chính mình không thích làm. Tận 5.000 sao? Được, đây là ý tốt của cậu thì tôi sẽ nhận nó. Nhưng sao tôi lại cứ cảm thấy mình giống như một thằng sống bám vậy? Lạ thật. Đúng rồi, quên không nhắc nhở cậu một tiếng. Anh Triệu kia vô cùng thích cậu. Anh ta vừa lắm tài sản, vừa có tiền, vừa trưởng thành. Hai người rất xứng đôi. Nào nào thế nào các cô gái, đi ăn khuya chứ? Anh Triệu à, Lưu Đình uống nhiều rồi, chúng em không đi ăn nữa. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Cũng được, vậy chúng ta hẹn hôm khác. Chàng trai tự lượng khá đó, hôm khác lại mời cậu uống rượu. Anh Tam đừng, đừng nói như vậy. Anh Tam anh yên tâm đi, em sẽ sắp xếp ổn thỏa cho họ. Em cũng sẽ sắp xếp một chiếc xe đưa anh về. Không cần không cần, anh Tam có hai chiếc xe, một chiếc đưa họ về, một chiếc đưa anh về. Tiểu Lưu à, đưa mấy cô gái về trường học an toàn. Dạ được, được vậy nhé, anh đi trước đây. Được rồi, bye bye. Anh đi thông thả anh Tam, bye bye. Cái xe này tốt thật đó. Anh Tam từ từ đi. Anh Tam, đi từ từ anh Tam. Cậu từ chối anh Tam rồi. Cậu điên rồi sao? Triệu Tam thế lực lớn hơn Lý Phong nhiều đó. Cậu từ chối ông ấy cũng bằng những gì cậu cắt đứt đường lui của mình rồi. Tuy tôi từ chối anh ta, nhưng mà tôi lại không đắc tội với anh ta. Ý là sao? Tại sao chứ? Con cáo già Triệu Tam này trên thương trường long trời lỡ đất như vậy, cậu đừng cho là anh ta lăn lộn phía công. Ai muốn lợi dụng anh ta, định bợ anh ta chỉ cần nhìn một cái là biết anh ta làm như vậy là cố ý thăm dò. Nếu tôi thực sự rời bỏ Lý Phong đến nhờ giả Triệu Tam, anh ta nhất định sẽ thấy tôi chỉ là ngọn cỏ mọc bờ tường không đáng tin cậy. Tới lúc đó tôi vừa đắc tội Lý Phong, vừa không có sự tín nhiệm của Triệu Tam, lợi bất cập hại. Cái đầu này của cậu mà không ở trong hoàng cung là một tiểu thái giám bày mưu tính kế cho hoàng thượng, thật quá đáng tiếc. Cậu mới là thái giám. Alo, giám đốc Lý. Tiểu Quân à, lát nữa ra sân bay đón bạn gái của tôi.
Giám đốc Lý, bây giờ em đang ở nhà máy, canh chừng lô hàng mà anh nói hôm trước. Em phát hiện hơi có chút sót đơn. Hay là như vậy đi, em đi đón bạn gái anh trước rồi. Vậy được, thôi được rồi, cậu cứ làm đi, để tôi tự đi. Dạ được. Dạ anh có việc gì cứ chỉ thị cho em. Được được được. Những lời vô nghĩa này bây giờ cậu mở miệng là phun ra được ngay sao? Tôi ở bên cạnh Lý Phong vốn không phải vì muốn làm tiểu đệ của anh ta. Cậu có cần lưu một chút không? Không sao, không cần. Đây chỉ là xem phim thôi mà. Cậu có mức như vậy, đa số đã cảm đến vậy sao? Cậu không cảm thấy bọn họ rất đáng thương sao? Ước mơ của mình chính là khi trưởng thành, trở thành một nhà khoa học. Suốt ngày chẳng có được lời nào nghiêm túc. Mình từ nhỏ đã thích vẽ tranh. Mình thấy thế giới nội tâm của bản thân có biểu hiện thông qua nét vẽ, lại có thể đem lại niềm vui cho người khác, là một việc hết sức hạnh phúc. Cho nên ước mơ của mình là làm một họa sĩ. V70. Cậu xem, mình nói cậu biết, nói như vậy cậu đừng có làm hỏng của người ta. Nhìn thấy chưa, vậy rõ rồi, phải lột nó ra mới được. Mình về rồi. Có đẹp không? Rất đẹp. Hai ngày trước cậu còn khóc lóc kêu nghèo khổ, sao lại mua được điện thoại rồi? Mình lấy đâu ra tiền mua kiểu điện thoại này chứ? Nhưng bà nói thật, nếu cái điện thoại này mà là của mình vậy thì tốt quá rồi. Vừa rồi Triệu Tam có đến, chiếc điện thoại này là anh ấy tặng cho cậu. Tặng mình sao? Người đẹp đúng là sướng thật. Cậu thấy đó, cậu làm gì, người đàn ông nào tặng mình chiếc điện thoại này chứ? Khi nào mà cậu giảm cân đi được thì sẽ có người tặng cậu ngay. Cậu đi đi. Nói không chừng lại có người thích mình ở cái điểm mỹ nữ đường triều này của mình ấy chứ. Mình không có ở đây, sao lại nhận thay mình một món quà đắt tiền như vậy? Mình nói với anh ta rồi, bảo là anh ta hãy tự tặng cho cậu. Nhưng anh ấy bảo nếu tự tặng cậu, cậu nhất định không nhận, cho nên đặt xuống rồi đi luôn. Cậu xem một người đàn ông hào phóng biết bao. Mình nói cậu nghe này Đình. Đình à, mình nói cậu biết, anh Triệu có đối xử với cậu thật tốt, hay là cậu cứ chịu theo anh ta đi. Chiếc điện thoại này mình không thể nhận. Mình đem nó đi trả lại cho anh ta. Đừng mà. Nếu cậu không muốn thì tặng lại cho mình là được rồi. Bọn mình không muốn lãng phí tấm lòng tốt của anh Triệu đâu. Cậu nói xem có phải không? Đình à, mình nghĩ chiếc điện thoại này cậu không thể nhận. Bởi vì bây giờ anh Triệu đang theo đuổi cậu. Anh ta còn tưởng bây giờ chúng ta có ý gì với anh ta, cho nên không được nhận. Đúng. Điện thoại kêu rồi, có điện thoại. Mình nghe cho. Để mình nghe. Ai? Triệu Tam. Của cậu đó. Để mình dạy cho. Như vậy. Alo, Lưu Đình à, tôi là Triệu Tam đây. Anh Triệu, đã nhận được điện thoại chưa? Có thích không? Mẫu mới của năm nay đó rất hợp với em. Chiếc điện thoại này đắt quá, em không thể nhận. Bây giờ anh đang ở đâu? Em mang tới trả cho anh. Đắt gì mà đắt, không có đắt. Còn nếu gặp được nhau thì cùng ăn bữa cơm đi. Tôi biết một nhà hàng đồ Tây ăn rất ngon. Được. Vừa hay em cũng có chuyện muốn nói với anh. Anh nói cho em địa chỉ đi, em sẽ qua tìm anh.
Đừng. Có phải em đang ở trường không? Tôi sẽ qua đón em. Được, lát nữa gặp. Không, cái điện thoại này ở trong tay mình vẫn còn chưa nóng mà. Mình với anh Triệu không hợp nhau. Mình không thể lấy cái điện thoại này được. Mình sẽ nói rõ ràng với anh ấy. Giám đốc Triệu, em đã để tranh vào cốp xe cho anh rồi. Được, cảm ơn. Giám đốc Triệu, anh định đi đâu vậy? Hay là để em đưa anh đi? Em cũng không có việc gì làm. Thật sao? Cũng được. Gần đây bệnh đau lưng của tôi lại tái phát, rất khó chịu. Vậy đi, cậu đưa tôi đến học viện mỹ thuật. Được, em cũng phải lái chiếc xe xịn này mới được. Giám đốc Triệu, anh đi gặp bạn gái sao? Tục ngữ nói con gái vì người mình thích mà trang điểm thật đẹp. Đứng trước mặt cô gái mà mình thích, những người đàn ông như chúng ta cũng đều như vậy. Phải, đúng vậy. Nào, mời anh. Cảm ơn. Anh Triệu, cô gái lọt vào mắt xanh của anh chắc phải đẹp lắm phải không? Rất đẹp, nhưng mà không tầm thường. Đặc biệt là cô gái hôm trước ở quán karaoke đó sao? Đúng rồi, chính là cô gái đó. Triệu Tam, tôi nhiều tuổi như vậy, cũng gặp qua không ít phụ nữ. Nhưng cô gái này thực sự làm tôi động lòng. Phải hình dung thế nào nhỉ? Giống như tình đầu ấy, cậu hiểu không? Có cảm giác như tình đầu ấy. Người lọt vào mắt xanh của giám đốc Triệu chắc chắn không thể sai. Em lại cứ nghĩ anh thích kiểu sexy gì đó, không ngờ anh lại thích kiểu giản dị như vậy. Cô gái này hướng nội, không sốc nổi, không hư dinh. Mới nhìn cô ấy tôi đã cảm thấy rất đặc biệt thân thiết rồi. Giám đốc Triệu, mắt nhìn của anh chắc chắn là không sai. Được, chúng ta đi nhé. Giám đốc Triệu, người đến rồi. Anh Triệu, hôm nay em đẹp lắm. Đi lên xe nào. Em không muốn đi ăn cơm với anh, chỉ là muốn đem điện thoại trả lại cho anh thôi. Quà đã tặng đi rồi, ai lại đem trả lại chứ, cứ lấy mà dùng. Chứ điện thoại này em thực sự không thể nhận. Cô gái này sao mà bướng bỉnh như vậy. Được rồi, cứ đi ăn cơm cái đã. Chuyện gì cái điện thoại lát nữa nói sau. Em không đi ăn đâu. Lát nữa em còn phải học. Có bận thì cũng phải ăn chứ. Thực sự không được. Ông là ai? Hải Binh. Tôi là bạn của cô ấy. Anh làm cái gì vậy? Ông là ai? Anh Triệu, anh không sao chứ? Ông là tên Lưu Manh. Chẳng ra gì, đồ không biết xấu hổ. Hải Binh à, em nói cho anh biết, Lưu Đình ông ta là ai? Có phải đang ức hiếp em không? Hải Binh không có mà. Lát nữa anh xử lý hắn. Ông làm sao? Ông dám bắt nạt cô ấy sao? Đồ nói ông biết, ông là đồ không biết xấu hổ. Ông có tin tôi đánh chết ông không? Có tin không? Ông là đồ lưu manh. Hải Bình buông tay ra, bắt nạt trẻ con. Ông là đồ không biết xấu hổ. Có tin tôi đánh chết ông không? Ông là cái đồ không biết xấu hổ, dụ dỗ một cô gái. Này, Quách Hải Bình, buông tay ra. Giám đốc Triệu, anh không sao chứ? Không sao. Tiêu Tiểu Quân, hai người quen nhau sao? Trước đây chúng tôi là bạn học cấp 3. Hai người là bạn học sao? Tình hình bây giờ là sao vậy? Tôi với Lưu Đình đang nói chuyện ở đây rồi cậu ta xông tới đánh. Lưu Đình, em không sao chứ? Cái tên già không biết xấu hổ kia hôm nay tôi nhất định. Quách Hải Binh, tôi nói anh biết, nếu anh còn cứ như vậy đừng có trách tôi không để mặt bạn bè. Là ông ta động tay động chân với Lưu Đình trước. Tôi không nhìn thấy. Tôi chỉ nhìn thấy anh đứng đây động tay động chân với anh ấy. Anh còn như vậy chúng tôi sẽ giải tỏa pháp luật. Tôi tố cáo anh tội cố ý gây thương tích cho người khác. Giám đốc Triệu, chúng ta đi. Đi. Tiêu Tiểu Quân, dừng xe lại cho tôi. Giám đốc Triệu à, vừa rồi nếu như không phải nể mặt anh, em quyết định tẩn cho tên đó một trận. Không cần thiết phải như vậy. Thằng quắc con, tôi không chấp nhận cậu ta. Cũng may cho hắn, anh là người khoan dung độ lượng, có lòng khoan dung độ lượng, hào phóng. Suốt cuộc cậu đó là như thế nào chứ? Cậu ta nói cái gì mà cậu ta là bạn trai của Lưu Đình?
Anh đừng có nghe hắn nói sằng bậy, chỉ là dớ dẫn hết. Hồi học trung học anh ta có theo đuổi Lưu Đình, nhưng mà Lưu Đình lại không thèm để ý. Cậu với Lưu Đình cũng là bạn học trung học. Vậy sao trước giờ tôi chưa từng nghe thấy cậu nhắc tới? Tôi còn tưởng hai người không quen nhau. Quen thì có quen, nhưng mà không thân lắm. Tiểu Quân à, nếu hai người đã là bạn học của nhau rồi, cậu có thể giúp anh đánh đồng một chút ở bên cô ấy không? Được, em sẽ nghĩ cách giúp anh cố gắng. Được rồi, có câu này của cậu là anh yên tâm rồi. Tiểu Quân, cậu yên tâm, nếu như việc này thành công, anh nhất định sẽ cảm ơn cậu xứng đáng. Không có gì không cần đâu. Lưu Đình, người đàn ông đó suốt cuộc là ai vậy? Ông ta với em có quan hệ gì? Suốt cuộc có chuyện gì? Chả ai hết. Chả ai là sao? Chả ai mà hắn động tay động chân với em. Em nói anh nghe, có phải hắn bắt nạt em không? Nếu hắn bắt nạt em, anh lập tức đi xử lý hắn. Lưu Đình, anh hỏi em đó. Em bị thương rồi, anh đưa em đi bệnh viện. Em xem bị thương nặng không? Không cần đâu. Sau này anh đừng có tới tìm em nữa. Lưu Đình, có phải em muốn dựa dẫm cho kẻ có tiền không? Không phải như anh nghĩ. Alo anh Triệu, thật xin lỗi anh quá. Vì hiểu lầm mà bạn em đánh anh, em thay anh ấy xin lỗi anh. Không cần, không cần đâu. Cảm ơn anh đã tặng em điện thoại. Nhưng mà Lưu Đình, anh quả thật không ngờ, vì một cái điện thoại rách nát mà em bán đứng bản thân mình. Lòng tự tôn của em rơi đi đâu mất rồi? Lòng tự tôn rơi đi đâu rồi? Chỉ một cái điện thoại ông ta đã có thể mua chuộc em có đúng không? Chửi xong chưa? Chửi xong thì biến đi được rồi đó. Lưu Đình, sao bỗng nhiên lại trở nên như vậy? Em cho anh biết suốt của em làm sao? Anh bảo tôi thay đổi rồi. Vậy còn anh không đổi thay sao? Tất cả các người đều thay đổi hết rồi. Lưu Đình, rốt cuộc làm sao vậy? Lão già đó bao nhiêu tuổi rồi biết không? Gần bằng tuổi ba em đó. Em với ông ta là sao? Nói ra anh phát buồn nôn. Buồn nôn. Anh muốn nghĩ thế nào cứ nghĩ như vậy. Dù sao tôi nói gì anh cũng đâu có tin. Nếu như anh cứ cho rằng tôi cặp đại gia thì là tôi cặp đó. Lưu Đình, cạn ly. Cậu làm gì uống hết chai này đến chai khác vậy? Uống rượu không cần tiền sao? Cậu nói tại sao con người lại thay đổi? Một con người vốn dĩ là như vậy, đột nhiên trở nên như thế kia. Sao lại như vậy? Cậu đang nói ai vậy? Ai thay đổi? Thôi thần, cậu nói đi. Cậu đã thay đổi chưa? Cậu còn giống như trước đây không? Cậu nói vậy, từ trung học đến bây giờ, mình đúng là thay đổi không ít rồi. Trước đây mình thích anh chàng đội trưởng đội bóng rổ của trường. Lúc ấy yêu đến chết đi sống lại. Mình nghĩ rời xa anh ấy, mình chắc chắn sẽ không thể nào sống nổi. Nhưng mà bây giờ thì sao? Đến mặt mũi anh ấy thế nào mình cũng không còn nhớ rõ. Đến tuổi này rồi, chẳng có cái chuyện rời xa đó mà không sống được. Con người ấy mà, đều thay đổi theo thời gian. Các cậu là đồ phản bội, sống hai mặt. Mình sẽ không thay đổi, cả đời này mình cũng không thay đổi. Cả đời này mình cũng sẽ không thay đổi. A à, cái gì mà A? Cậu cũng thật là, thừa lúc người ta đang nói chuyện ăn hết sạch đồ ăn. Các cậu nói một người uống rượu, một người ép rượu, mình không ăn thì làm gì? Với lại thịt xiên này phải ăn lúc nóng, nguội ăn không ngon. Mình sợ nóng, mình thích ăn nguội đó. Đình, mau ăn đi. Không ăn, cái đĩa cậu ấy cũng liếm sạch cho bà coi. Mau lên.
Đình ăn cái này đi, cái này nạt nè. Cái đó béo lắm, để mình ăn cho. Ngon quá. Một, hai, dây dày tuột rồi. Ba, qua đâu? Thứ bảy không gặp không về. Để mặc mình một chút đi. Mình đi đây. Cậu đau không? Đau, xin lỗi, mình không cố ý. Đùa đó, trêu cậu thôi. Đừng giận. Để tình hôm nay cậu cứu mình, không giận cậu nữa. Các cậu cứ ăn từ từ đi. Mình đi có chút việc. Đi đâu vậy? Cậu không ăn nữa sao? Cạn. Cậu điên sao? Triệu Tam mở công ty thời trang to như vậy, cậu thấy chuyện này khó khăn không dễ dàng. Cậu chẳng có một cái gì, cậu định giúp người ta giải quyết thế nào? Không có nguồn thì tạo ra nguồn, đúng không? Tôi lại thấy đây là cơ hội tốt. Cơ hội gì? Cơ hội định hót Triệu Tam sao? Cậu có bao nhiêu tiền? Vài chục ngàn sao? Cho tôi mượn. Thuê người mua giải đều phải tiêu đến tiền. Chỗ tôi vẫn còn một ít. Hai thằng gặp lại giải quyết cho xong chuyện này. Không phải sao lần nào cậu cũng giả vờ tỏ vẻ nguy hiểm rồi lôi tôi vào vậy? Lô hàng này là để xuất khẩu ra nước ngoài, chúng ta kiếm tiền cho quốc gia, chuyện tốt mà. Với lại nếu chuyện này mà thành, Triệu Tam chắc chắn sẽ có cái nhìn khác đối với bọn mình. Được rồi, đừng cân nhắc nữa. Cân nhắc nữa là qua kim châm nguội hết. Chuyện này mà thành, từ nay về sau cậu đứng trước mặt Đỗ Gia Ninh với ba mẹ cô ấy cũng hãnh diện hơn nhiều. Được. Ai vậy? Alo, Tiêu Tiêu Quân, chúng ta gặp nhau đi. Tiêu Tiểu Quân, mình có chuyện muốn nói với cậu. Nói đi. Mình chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu hãy trả lời mình thật lòng. Được thôi, cậu hỏi đi. Cậu còn yêu mình không? Cậu nói, chúng ta đều là bạn học. Đêm hôm khuya khắc, cậu hẹn tôi ra đây để hỏi cái này. Nhất thời tôi không đỡ nổi. Cậu xuống đây. Cậu còn yêu mình không? Lưu Đình à, trước đây chúng ta đều còn nhỏ, không hiểu chuyện, đúng không? Chúng ta có một thời gian bên nhau, nhưng không phải đã chia tay rồi sao? Chuyện gì cũng vậy, phải nhìn về phía trước, phải không? Bây giờ không phải rất tốt sao? Chúng ta cùng nhau cố gắng, nỗ lực hết mình, không tốt sao? Cậu có biết ngày hôm ấy mình thấy cậu lái xe hạ mình cúi người mở cửa cho người ta, uống rượu đến nôn cả ra, trong lòng mình khó chịu thế nào không?
Đó không phải là Tiêu Tiểu Quân mà mình quen biết, không phải là cậu thực sự. Nhưng tại sao cậu cứ phải giả vờ như không quan tâm vậy? Chuyện này cậu, cậu cứ nói mấy lời này làm cái gì? Được rồi, không có chuyện gì, về sớm đi. Tiêu Tiểu Quân, Tiêu Tiểu Quân, cậu nghĩ tôi muốn hầu hạ người khác lắm sao? Tôi muốn lái xe cho người ta sao? Tôi không có cần kiếm tiền, không cần sống sao? Giờ đến cái ăn cái mặc tôi còn lo không nổi. Cậu với tôi yêu đương thì có ích gì? Cậu là ai? Sinh viên ưu tú. Còn tôi chỉ là thanh niên trong xã hội này thôi. Hai chúng ta căn bản không cùng một tầng lớp. Cậu có thể để ý tới tôi sao? Mình không quan tâm thân phận của cậu, địa vị gì, có tiền hay không. Mình chỉ quan tâm con người của cậu. Tiêu Tiểu Quân, giờ mình có thể khẳng định nói với cậu là mình yêu cậu. Nếu cậu vẫn còn yêu mình thì đừng có gắng gượng một mình nữa. Có chuyện gì chúng ta cùng gánh vác, cùng đối mặt sao? Đối mặt thế nào? Tôi không hầu hạ người ta. Cậu ra ngoài kiếm tiền, tôi ở nhà. Cậu nuôi tôi được không? Cậu cho tôi 5.000 đúng không? Tôi nói cho cậu biết tôi tiêu hết lâu rồi. 5.000 đó còn chẳng đủ cho tôi uống một bữa rượu. Lưu Đình à, tôi là một thằng khốn nạn. Tôi không giới tới cậu được. Thật sự cậu đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, rồi làm lỡ hạnh phúc của chính mình. Cậu không đáng phải làm như vậy vì tôi. Tiêu Tiểu Quân, mình hỏi cậu lại lần cuối cùng, cậu còn yêu mình không? Không. Mình yêu cậu. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Đây là trường cũ của chúng ta, nơi này sắp bị phá dỡ rồi. Bây giờ cũng đã trở thành một khu đất hoang rồi. Anh đưa em đến đây là muốn được hồi tưởng lại về tuổi thanh xuân đã qua của chúng ta. Anh chỉ muốn nói về điều này thôi ư? Thực ra anh cũng không biết mình muốn nói gì với em. Anh chỉ muốn biết tại sao anh thích em lâu như vậy, nhưng em lại không thể đón nhận anh. Hồi ấy em bảo là anh thi đại học. Anh thi rồi. Ngày nào anh cũng ôn bài tới 4 giờ sáng.
Đến 7 giờ sáng lại lên trường học ôn. Hồi đó anh đọc rất nhiều sách, đến nỗi cận thị luôn. Bởi vì anh nghĩ chỉ khi thi đỗ đại học anh mới xứng với em. Nhưng đến khi anh đỗ rồi, đỗ rồi thì sao chứ? Hoàn toàn không giống tưởng tượng của anh. Anh bây giờ đã mất hết mục tiêu và cả phương hướng của cuộc đời mình. Tiêu Tiểu Quân từng là người anh em thân thiết nhất với anh. Anh chưa từng nghĩ rằng giữa anh em bọn anh lại trở mặt thành thù vì một người con gái. Nhưng anh không thể không khống chế bản thân mình. Nếu không có được em, anh sẽ hối hận cả đời. Giữa em và tình bạn, anh chọn em. Nếu như cho anh thêm một cơ hội, cho anh được lựa chọn lại lần nữa, anh vẫn sẽ chọn em. Anh biết bây giờ em không thể đón nhận anh. Anh không trách em. Anh sẽ nói với mình là sớm muộn sẽ có một ngày, sớm muộn có một ngày Lưu Đình sẽ đón nhận anh. Anh không muốn khi em bên anh có một chút miễn cưỡng nào. Bởi vì đó không phải là chính em. Quá Thải Bình, chúng ta hãy thử đi. Hợp tác vui vẻ. Được được, cảm ơn. Tôi đói cả một ngày rồi mà cậu chỉ cho tôi ăn có cái này. Cậu không thể cho thêm quả trứng gà hay dăm bông gì nữa sao? Tôi đói sắp chết rồi. Tôi là hoàng thế dân đó. Muốn ăn tôm hùm không? Muốn. Muốn ăn bào ngư không? Muốn. Giờ cậu phải ăn bánh. Cậu tưởng rằng người có tiền người ta ăn tôm hùm đều hô mưa gọi gió được sao? Ngày trước khi bọn họ mới lập nghiệp còn không được ăn ngon như cậu. Khổ trước sướng sao biết chưa? Bây giờ tôi chỉ có khổ chứ không có sướng. Lại sao nữa? Cậu không biết đâu. Ngày hôm đó tôi cãi nhau với Đỗ Gia Ninh. Ở trước cửa nhà cô ấy bị ba cô ấy nhìn thấy. Ba cô ấy chê tôi không có tương lai, không cho tôi qua lại với Đỗ Gia Ninh nữa. Cậu xem tôi đã nói với cậu thế nào rồi. Cậu nói lòng dạ đàn bà như kim đáy biển. Vậy đây là cây kim nào vậy? Thật đúng là tôi đã bị hơn 1.000 cây kim đâm vào người rồi. Được rồi, hồi mới đầu thì còn được, nói thay đổi một cái là thay đổi luôn. Bây giờ chê tôi không có tương lai, chê tôi không đủ nỗ lực. Được rồi, chuyện này thì chẳng có gì nó đi nó lại, chẳng có ý nghĩa. Nhìn bộ dạng cậu đúng là không có chút tương lai nào. Cậu đừng có nói tôi. Cậu xem lại bộ dạng của mình đi. Cậu có tương lai chắc, tôi thì làm sao? Cậu với Lưu Định thực sự tan dở rồi sao? Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, chẳng có ích gì. Cậu nên canh chừng lô hàng của Triệu Tam cho tốt đi. Nếu như chúng ta đẩy được lô hàng này đi, chúng ta phát tài rồi. Sau này có gì mà ta không có được chứ? Nếu tôi thực sự kiếm được nhiều tiền như vậy, ai mà thèm đi tìm cô ta? Tôi tìm được cô đẹp gấp trăm lần cô ta nữa. Dáng người đẹp, hầu hạ dạ dân. Dám cãi là một chữ, tôi cho ăn luôn vài cái bạc tay. Cô ta còn phải hỏi tôi tay có đau không nữa. Thôi đừng có bóc phép. Tôi chờ tới ngày đó. Cậu nói rồi đó. Chờ. Được. Được thôi. Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi. Đi thôi.
Tôi không tin là tối nay không đẩy được lô hàng của Triệu Tam đi. Đi, liều thôi. Đêm nay tôi thức trắng đêm. Những ngày tháng tư đẹp chúng ta sắp đến rồi. Những việc mà khi yêu nhất định phải làm, mình phải nhớ cho kỹ. Một, cùng nhau đi xem phim. Hai, cùng nhau tới khu vui chơi. Ba, cùng nhau đi du lịch. Bốn, cùng nhau đón sinh nhật. Năm, cùng nhau làm cơm. Sáu, cùng nhau ngắm biển. Bảy, cùng ngắm mặt trời mọc. Tám, cùng nhau dạo. Hải Binh, anh không sao chứ? Không sao, không sao. Em đỡ anh dậy nha. Không cần, không cần đâu. Em tan học rồi à? Anh tìm em có việc gì không? Em là bạn gái của anh, tìm em không được sao? Cũng không có gì. Anh đưa em đi tới một nơi. Nơi nào vậy? Em đừng hỏi nhiều nữa. Đi đi rồi em sẽ biết. Đi. Lên xe đi. Đi thôi. Chậm thôi. Đình à, hôm nay đưa em đến đây là muốn chứng minh với em một chuyện. Hả? Anh yêu em. Hải Binh à, anh không sao chứ? Quách Hải Binh, anh không sao chứ? Lưu Đình, anh yêu em. Anh sợ độ cao, anh sợ lắm. Anh nói gì em không nghe thấy. Giám đốc Lý, Lưu Đình trùng hợp vậy. Anh tới đây làm gì? Tôi và bạn gái cùng tới xem triển lãm. Em cũng tới. Em cũng vậy. Em và các bạn tới mua một ít dụng cụ vẽ. Triển lãm đẹp lắm. Gặp người quen sao? Giới thiệu một chút đi. Lưu Đình, đây là bạn gái tôi. Đây là Dương Thực. Chào chị. Chào em. Tôi nói chứ dạo này lão Lý ngày càng trẻ trung ra đó. Xung quanh toàn là thanh niên. Em nói gì vậy, làm gì có. Em còn nhớ giám đốc Triệu không? Triệu Tam ấy. Lúc trước anh ấy có tổ chức một cuộc hẹn để mọi người chúng ta cùng giao hát hò quen biết. Đây là em gái của Triệu Tam. Em gái Triệu Tam sao? Rất tốt, rất tốt. Học trường nào vậy? Khoa thiết kế, học viện mỹ thuật. Chị tổng giám đốc Lý à, hai người bận việc hai người đi. Em đi tìm bạn đây. Được, tạm biệt. Đợi đã, em là học khoa thiết kế học viện mỹ thuật sao? Chị đúng lúc cũng làm thiết kế trang phục. Nếu em có hứng thú, công ty bọn chị đang muốn thiết kế kết cấu trang phục, tới tham mưu một chút. Em sao? Cái này không thích hợp lắm đâu. Người ta đang là sinh viên mà. Học hành trong trường căng thẳng lắm. Để một sinh viên làm một bản thiết kế không phải sớm quá không? Chưa có kinh nghiệm mà. Sao mà chưa có kinh nghiệm được? Đối với một người thiết kế, kinh nghiệm không phải là điều quan trọng nhất. Linh cảm và sự sáng tạo mới quan trọng nhất, đúng không? Anh nói xem những người có kinh nghiệm chỉ là dễ dàng theo lối mòn. Chỉ có linh cảm mới thiết kế ra được một tác phẩm ngời sáng trước mắt, đúng chứ? Như về mặt này em chưa hề làm qua. Em sợ rằng... Không cần sợ. Chỉ cần em có ý tưởng thì em chính là người chị cần. Lý Phong có số của em rồi. Em suy nghĩ kỹ đi. Nghĩ xong rồi thì gọi lại cho anh chị. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bọn anh đi đây. Tạm biệt Lưu Đình, tạm biệt anh chị. Cậu nói chuyện với ai vậy? Đó không phải Lý Phong sao? Người phụ nữ bên cạnh là ai vậy? Còn khoác tay thân mật quá. Bạn gái anh ấy đó. Đúng là bị bọn mình đối trúng rồi. Cậu nói xem Hàng Lộ và Lý Phong gần gũi như vậy, bạn gái liệu có không vui không? Có gì mà không vui?
Hàng Lộ và Lý Phong cũng đâu có gì, chỉ là bạn thôi. Hai cậu đừng nghĩ lung tung. Người bạn này tuổi cũng lớn phết. Hàng Lộ bình thường đối với cậu chẳng ra cái thể thống gì, vậy mà cậu lại theo phe cô ấy. Đi thôi đi thôi, người ta như vậy gọi là tấm lòng lương thiện. Mình thấy đừng gọi cô ấy là không có mắt nhìn. Đi thôi, hai cậu thật là tấm lòng lương thiện. Anh Triệu, hôm đó vì hiểu lầm mà khiến anh bị đánh, thực sự xin lỗi. Anh đừng để trong lòng. Không sao, tôi vốn không để bụng chút nào. Nếu bảo xin lỗi thì đáng ra phải là tôi xin lỗi em mới đúng. Nếu hôm đó tôi không mạo muội tới tìm em thì cũng chẳng xảy ra hiểu lầm như vậy, đúng không? Cho nên cứ trách tôi thôi. Em xem tôi, tôi đã là người đàn ông lớn tuổi như vậy, gặp được một cô gái mình thích lại chẳng tỏ tình ra đâu vào đâu, giống như một thằng nhóc mới lớn nhút nhát. Tôi còn thấy ngại nữa là em đừng có giận tôi. Anh Triệu à, em thấy có một số điều cần phải nói rõ với anh. Không, em không cần phải nói gì. Tôi hiểu hết. Con người tôi rất thích kết bạn, thật đó. Cảm giác lần đầu tôi gặp em chính là cái gì? Chính là cảm giác vừa gặp đã quen. Tôi thấy cô gái như em khiến người khác yêu mến, giống như em gái, tôi muốn đối tốt với em, chỉ có như vậy thôi. Em đừng có hiểu lầm. Em cũng đừng coi tôi là người xấu, được không? Cho dù nói thế nào, hôm đó bạn em đánh anh là anh ấy không đúng. Em muốn thay anh ấy xin lỗi anh. Còn cả cái điện thoại anh tặng em hôm đó, bất cẩn làm hỏng rồi. Nhưng anh yên tâm, để em kiếm đủ tiền, nhất định mua cái mới trả lại cho anh. Em tìm tôi để nói chuyện này sao? Cách sáo quá rồi. Lưu Đình, cô gái nhỏ em chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá bướng. Tôi nói với em, con gái bọn em nên học cách thể hiện sự yếu đuối và tiếp nhận ý tốt của người khác đối với em. Như vậy đàn ông chúng tôi mới có cơ hội bảo vệ các em, đúng không? Em phải giống như một đóa hoa mềm yếu, không được ra gió mới có đất dụng võ chứ, đúng không? Anh Triệu, em biết anh đối tốt với em, nhưng mà em thấy chúng ta không thích hợp. Cho nên có những lúc, những điều anh đối tốt với em ngược lại khiến em cảm thấy như có gánh nặng. Em có gánh nặng sao? Sao em lại có gánh nặng được? Em không cần có gánh nặng. Thật đó. Tôi nên nói sao bây giờ? Em xem, em khiến tôi loạn hết cả lên rồi. Tôi không biết nói sao nữa. Lưu Đình, em thực sự không cần có gánh nặng. Tôi, trước tiên tôi không ép buộc em. Thứ hai, không bắt em phải đồng ý gì hết. Đúng không? Sao em phải có gánh nặng chứ? Anh Triệu, em chỉ coi anh là anh trai. Em có bạn trai rồi. Chính là cái người đánh anh hôm đó. Cô ta thực sự là bạn trai em sao? Phải. Vậy nên em sợ anh ấy hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng ta. Nếu anh cứ tìm em như vậy sẽ gây phiền phức rất lớn cho em. Anh Triệu, cảm ơn anh đã đưa em về. Đừng khách sáo như vậy, lần sau lại cùng ăn cơm. Tạm biệt. Đinh Đinh à, Đinh Đinh, sao mày lại đến đây? Người đàn ông đó là ai vậy? Cậu ta ở đâu làm nghề gì? Xe đó là của cậu ta sao? Mẹ, sao lại đến đây vậy? Mẹ đừng dò hỏi lung tung nữa. Người đó với con không có quan hệ gì. Sao lại không có quan hệ gì? Mẹ thấy cậu ta đối xử với con rất nhiệt tình mà. Còn lái xe đưa con về.
Con nói mày biết cậu ta suốt cuộc làm nghề gì vậy? Làm gì vậy cậu ta độc thân chứ? Mẹ à, mẹ đừng giống như mấy người đang thẩm tra nữa. Mẹ cứ hễ gặp được một người đàn ông thì đều nghĩ người đó tiếp cận con. Mẹ không phải là đang quan tâm sao? Mẹ giúp con có động lực tìm đối tượng. Mẹ đang tạo động lực cho con sao? Mẹ không tạo áp lực cho con là tốt rồi. Không phải, Đinh Đinh, con đứng lại cho mẹ. Con nói thật với mẹ đi. Cậu ấy, con phải có ý với con không? Mẹ nói xem mẹ lần này là đang ghép đôi lung tung. Cứ coi như là anh ấy đồng ý. Mẹ có hỏi xem con gái mẹ có đồng ý hay không? Nhìn nhắn vậy của mẹ, nếu như anh ấy đồng ý, chắc mẹ sẽ ép con bái đường thành thân. Vậy thì càng tốt, chọn ngày không bằng gặp ngày. Thực ra bây giờ làm chuyện gì cũng không phải nói đến hiệu suất sao? Mẹ là mẹ ruột con sao? Không, ta không phải mẹ ruột của con thì ai là mẹ ruột? Mẹ kế có thể mang đồ ăn cho con sao? Nào, đứng lại cầm lấy đồ ăn đi. Mẹ sao lại nghĩ đến việc mang đồ ăn cho con vậy? Căng tin trường cái gì cũng có. Bên ngoài cũng có một tiệm cơm nhỏ. Được rồi, sau này đừng ăn ngoài nữa. Vừa không vệ sinh lại vừa đắt. Tiền tiêu của tháng này giảm một nửa. Tại sao chứ? Mẹ nghĩ việc rồi. Em trai con còn phải đi học. Chỗ đơn vị của ba con thì nay thế này mai thế khác. Mẹ thương lượng với ba con rồi. Nhà chúng ta mở một quán ăn sáng. Con nói xem, nhà chúng ta vốn đã không có nhiều tiền, vậy nên tiết kiệm tiêu ít đi, đúng không? Đợi đến lúc mở được quán ăn sáng thì lại nói tiếp. Biết rồi. Con nhìn thấy chưa, ở ngoài kia cái gì cũng tiêu tiền. Không có tiền thì làm việc gì cũng khó. Trước kia đó còn mấy cái này con đều không để ý tới. Nhớ đó, tìm bạn trai nhất định phải tìm một người có thực lực. Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa? Người đàn ông lúc nãy có phải là tự mình mở công ty không? Mẹ nhìn dáng vẻ cậu ta có vẻ là ông chủ lớn. Dừng, mẹ không cần phải nhớ đâu. Không lại đau lòng. Không phải, cậu ấy vẫn độc thân chứ, có phải là ông chủ lớn không? Đưa bé này. Giám đốc Lý, dây chuyền mua về rồi, anh sẽ có đúng cái này không? Đã mua về rồi sao? Không sai, đúng rồi, chính là cái này. Được, vậy không có chuyện gì em ra ngoài nhé. Lão Lý, cậu cũng ở đây sao? Sao lại tới đây rồi? Trưa đây hai người bạn cấp 2 hẹn em, cũng lâu rồi chưa gặp nhau. Nói là một lát nữa đi ăn cơm trưa. Vậy trưa hai chúng ta đừng hẹn nữa. Anh tìm em có việc sao? Vậy em hẹn với người khác rồi, thì chỉ có thể cho qua thôi. Cũng không có chuyện gì đặc biệt hết. Lần sau em đến đây nói cho em nghe. Tiểu Quân à, cậu đi lấy hai cốc cà phê đi. Được. Trước đây không phải nói rồi sao? Em đã giúp đỡ cho tôi. Tôi phải bày tỏ lòng biết ơn em, tặng cho em một món quà. Anh thực sự tặng quà cho em sao? Đây chỉ là chuyện nhỏ, anh không cần. Em mở ra xem đi, xem đó là gì. Anh tặng em cái gì vậy? Đây không phải sợi dây chuyền hôm trước ở cửa hàng sao? Em thích nhất sợi dây chuyền đó. Không được, không được, quý giá quá, em không thể nhận. Nếu như em không nhận, sau này tôi làm sao để em giúp? Nhưng mà thực sự quý giá quá, em thực sự không có quý giá như vậy. Giám đốc Lý mua đó, cậu nhận lấy đi. Cà phê. Nhìn tôi làm gì chứ? Hay là đeo lên thử xem? Đúng vậy. Được, thử thì thử. Cậu đeo giúp mình đi. Dù sao mình cũng không giới ra được phía sau. Tôi đeo giúp thì không hợp lý rồi. Đây là do giám đốc Lý tặng cậu. Muốn đeo thì cũng phải để giám đốc Lý đeo, phải không? Vậy được, để tôi đeo giúp em. Nào, nào, tự mình bỏ gọn lọn tóc sang một bên. Đào nhìn xem. Phong, quá quý giá. Sao lại đến đây? Cô ta lại. Tôi tìm bạn trai của tôi. Bạn gái của Tiểu Quân Hàn Lộ, qua đây tìm cậu ấy chơi. Hai người không phải là nói cùng nhau đi ăn cơm sao? Mau đi đi. Được, vậy chúng tôi đi trước. Tạm biệt. Tôi xin phép. Sợi dây chuyền này đẹp đó.
bạn trai tôi mua. Em làm gì vậy? Sao lại ra tay đánh người ta? Là bản thân anh làm chuyện gì xấu hổ, chẳng lẽ anh không biết sao? Em đang nói linh tinh gì vậy? Anh làm chuyện gì xấu hổ? Em xem đi, Hằng Lộ sao rồi? Em không sao chứ? Anh dám làm dám giận chứ? Lần trước ở quán phá lấu có phải hai người? Em đang làm loạn cái gì vậy? Anh làm chuyện gì mà dám làm không dám giận? Em làm gì đó? Anh làm em quá thất vọng rồi. Em làm ầm cái gì vậy? Em làm ầm cái gì chứ? Hằng Lộ, Hằng Lộ à, cậu không sao chứ? Cậu rất muốn mình có sao phải không? Cậu rất muốn xem mình bị gây rối phải không? Vậy thì ban nãy cậu đã xem thấy rồi. Cậu đừng có nhìn mình bằng cái ánh mắt tràn đầy sự đồng tình đó, giả tạo lắm.